Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm triển khai tích cực, mạnh mẽ đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị giữa hai Đảng Cộng sản, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Trong các văn kiện được ký kết có bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Đức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Đức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2022, thay thế nghị định thư hợp tác giữa Bộ Tư pháp Đức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Theo đó, trong thời gian tới, hai bộ tư pháp sẽ thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, quản lý luật sư và công chứng viên, xử lý vi phạm hành chính, trao đổi kinh nghiệm về cải cách pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng pháp luật, xây dựng và điều hành cơ sở dữ liệu pháp luật, thúc đẩy thực hiện hiệu quả hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 19 tháng 10 năm 1998 tại Bắc Kinh. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn các bộ trưởng về lĩnh vực liên quan đến đất đai, truyền thông và nội vụ. Các đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, đề xuất cần nhanh chóng làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ di dời trụ sở các bộ ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ giải pháp ngăn chặn tác hại thông tin xấu độc trên không gian mạng, trách nhiệm về vấn đề chậm kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, giải pháp của Bộ Nội vụ giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ánh thực chất trong thời gian tới, làm rõ các vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế, giải quyết những khó khăn bất cập đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức dồi dư. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, dự sinh hoạt chi bộ thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Sau khi nghe Ban Chỉ huy thôn Minh Khai báo cáo, triển khai các nhiệm vụ công tác, những ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá từ một điểm nóng về dịch Covid-19, thôn Minh Khai đã nỗ lực vượt qua nhanh chóng hồi phục và phát triển, khẳng định sự năng động của làng nghề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của các ủy, các đảng viên trong chi bộ trong việc vận động người dân tự tháo dỡ gần 120 trường hợp vi phạm theo kế hoạch số 93. Nhiều đảng viên trong chi bộ phát biểu là tình trạng ô nhiễm môi trường là ngày nghiêm trọng đang diễn ra mà chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vấn đề căn cơ nhất là phải chuyển đổi nghề và nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Khu dân cư Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân và đón nhận danh hiệu khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Khu dân cư Lương Xá có hơn 900 hộ gia đình với hơn 3.120 nhân khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân trên người ước đạt 60 triệu đồng một người một năm. 98% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Tại ngày hội, nhân dân khu dân cư Lương Xá ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền thống quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của khu dân cư năm 2022 và kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng nay, Sở Nội vụ Hưng Yên tổ chức hội thảo xây dựng hoàn thiện dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên. Một số điểm mới của dự thảo là đề cập đến việc quản lý các cơ quan thường trực của các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách nhà nước và đối tượng là người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Lần đầu tiên đề cập đến khái niệm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Việc tuyển dụng lao động hợp đồng nhằm thực hiện công khai kịp thời, lựa chọn được những lao động có chất lượng và làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức cưỡng chế giải tỏa đối với 3 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất công ích.
Các hộ vi phạm với các hành vi tự ý san lấp, tập kết vật liệu xây dựng, đổ sân bê tông, dựng lán trại, tường bao trên đất nông nghiệp, làm biến dạng địa hình, có hành vi hủy hoại đất. Trong đó có hộ ông Phạm Văn Tuấn vi phạm đổ sân bê tông, tập kết vật liệu xây dựng trên diện tích 240m2 thuộc dự án đấu giá đất giãn dân. Sau khi huy động phương tiện và nhân lực tiến hành giải tỏa các vi phạm, Ủy ban Nhân dân phường Bạch Sam lập biên bản yêu cầu các hộ cam kết không tái vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, tại tờ trình về dự án luật giá sửa đổi gửi đến Quốc hội, Chính phủ đề xuất giữ quỹ bình ổn xăng dầu. Được biết, tổng mức trích lập hàng năm phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước, tổng mức sử dụng phụ thuộc vào diễn biến thị trường, mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô từng thời kỳ và từng thời điểm điều hành giá. Việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trong việc tạo nên một bước đệm nhằm góp phần bình ổn giá, giữ ổn định hoặc giảm mức tăng trong trường hợp cần thiết, linh hoạt trong việc bình ổn giá nhằm ổn định giá xăng dầu trong một thời kỳ hoặc không cho giá xăng dầu trong nước tăng sốc, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và ổn định an sinh xã hội. Thời gian gần đây trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng. Loại tiền giả này có hình ảnh hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, mực đổi màu được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật. Màng ký tự siêu nhỏ là giải mực nhòe, cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối khi soi dưới đèn cực tím. Khu vực cửa sổ phát quang, seri dọc, seri ngang, không phát quang. Lực lượng chức năng đề nghị người dân cẩn trọng khi giao dịch. Nếu phát hiện tiền giả như trên, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Hôm nay, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Theo xác minh ban đầu, ba con gái của bà Vũ Thị Đều nhiều năm nay thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mẹ trong việc chia quyền thừa kế đất. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, ba con gái mang can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Chị Điểm đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đều rồi châm lửa. Lửa bùng lên mạnh khiến bà Đều và ba con gái bị thương nặng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Bốn mẹ con đang cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, trong đó bà Đều bị bỏng hơn 80% cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng. Chị Định và Điểm bị bỏng nặng, chị đưa bỏng hai bàn chân. Lãnh đạo xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ cho biết đã 3 lần tổ chức hòa giải việc nhà bà Đều song bất thành. Gia đình tự xin hòa giải nội bộ nhưng rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn. Ngày 3 tháng 11, Liên Hợp Quốc cảnh báo gần 8 triệu người ở Nam Sudan, tương đương 2/3 dân số nước này có nguy cơ mất an ninh lương thực và phải đối mặt với nạn đói. Báo cáo chung của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới WFP chỉ ra rằng tỷ lệ người dân Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng ở mức cao chưa từng thấy, vượt qua cả mức được ghi nhận trong thời điểm xung đột hồi năm 2013-2016. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự kết hợp của xung đột, điều kiện kinh tế vĩ mô kém, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chi phí lương thực và nhiên liệu tăng cao, cũng như sự sụt giảm tài trợ cho các chương trình nhân đạo. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang bị bao phủ bởi làn khói mù ô nhiễm dày đặc, chất lượng không khí ở mức độ nghiêm trọng. Chỉ số chất lượng không khí AQI ở thủ đô New Delhi chạm mức 418 vào hôm 3 tháng 11, khi thành phố chìm trong làn sương mờ ô nhiễm. Hàng chục trạm quan trắc không khí xung quanh New Delhi, khu vực xung quanh thủ đô, cũng như ghi nhận chỉ số AQI trên 450, khiến chính quyền yêu cầu người dân ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe. Bảng đánh giá AQI có các chỉ số từ 0 đến 500, tương đương cấp độ không khí từ trong lành tới nguy hại. AQI trên 300 được xếp vào mức độ nguy hiểm, có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng với mọi người. Sau 39 kỳ quay không có người trúng thưởng, giải độc đắc xổ số Powerball hiện lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, cao thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Ban lãnh đạo giải Powerball cho biết không có vé trúng giải nào được bán ra cho giải độc đắc trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ trong kỳ quay tối mùng 2 tháng 11. Do đó giải độc đắc vào kỳ quay số tối mùng 5 tháng 11 sẽ tăng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện có 39 kỳ quay thưởng liên tiếp không có người trúng kể từ ngày 3 tháng 8. Người trúng giải sẽ nhận trọn vẹn 1,5 tỷ đô la Mỹ nếu chọn phương án lĩnh tiền hàng năm trong 29 năm. Nhưng hầu như mọi người trúng độc đắc đều chọn phương án nhận tiền ngay. Nếu chọn phương án này, người trúng số sẽ lĩnh khoảng 745,9 triệu đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.